Bạn có biết, vùng đất được xem là vựa lúa của cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang dần chìm xuống mỗi năm. Tốc độ sụt lún ở đây thậm chí nhanh gấp 10 lần trung bình thế giới. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng kiến thức kỳ thú khám phá ngay nhé. Nguyên nhân lớn nhất khiến đồng bằng sụt lún chính là khai thác nước ngầm quá mức. Hàng triệu giếng khoan mỗi ngày hút đi nguồn nước quý dưới lòng đất, khiến các lớp đất sét và bùn yếu bị xẹp xuống. Một số khu vực như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu đang lún tới 5cm mỗi năm. Trước kia, dòng Mê Công mang hàng triệu tấn phù sa bồi đắp mỗi năm. Nhưng giờ đây, hàng chục đập thủy điện ở thượng nguồn đã giữ lại tới 70% lượng phù sa. Đồng bằng không còn được, nuôi dưỡng, đất ngày càng yếu và dễ sụt lún. Cùng lúc đó, các công trình đô thị, đường xá, khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều. Trên nền đất yếu của đồng bằng, mỗi tòa nhà, mỗi con đường đều là một gánh nặng đè xuống khiến mặt đất lún nhanh hơn. Và rồi, biến đổi khí hậu khiến mực nước biển dâng 3 đến 4 mm mỗi năm. Khi cộng thêm tốc độ sụt lún đất, một số khu vực đang chìm tới 6 cm một năm gần như nhanh nhất thế giới. Nếu không hành động, chỉ vài chục năm nữa, một phần đồng bằng sông Cửu Long có thể nằm dưới mực nước biển. Giải pháp đang dần được triển khai, hạn chế khai thác nước ngầm, dùng nước mặt, trồng lại rừng ngập mặn và quản lý nguồn nước Mekong cùng các quốc gia láng giềng. Chỉ khi con người thay đổi, đồng bằng mới thôi chìm bạn nghĩ sao nếu một ngày nào đó bản đồ việt nam mất đi cả miền tây hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn và đừng quên đăng ký kênh kiến thức kỳ thú để cùng khám phá những bí ẩn quanh ta